biến thể nâng cao là Split Squat kê chân sau khoảng tầm 10 phân. Thực hiện chuyển động như bình thường, gập cú đi theo mũi chân. Ổn định thân người, chân luôn nằm trên hai đường thẳng. Gối vượt qua mũi chân nhé. Từ từ hạ người theo hình thang cuốn. Hạ trọng tâm theo hướng thang cuốn. Đùi trước và mông sẽ phát lực ở bài này. Chân sau duỗi thẳng hết mức có thể và tác dụng là ổn định thân người. Bài này thì gối sẽ đi qua mũi chân. Ở trên cùng thì mình hít hơi, nén hơi xuống ổ bụng và từ từ gập xuống. Nín thở nhá. Lên đến nơi thì thở ra. Từ từ thực hiện từng rep 1, từ 12 đến 15 rep.